Tháng 3 năm 2020, hàng trăm ngàn dân của tỉnh Tiền Giang vất vả chống chọi với khô hạn và xâm nhập mặn. Kênh rạch nứt nẻ, nước ngọt sinh hoạt cũng không còn, phải trông chờ từng xe chở nước cứu trợ. Tháng 3 năm 2022, mùa hạn mặn sắp vào cao điểm, nước mặn đã và đang tấn công vào đất liền tỉnh Tiền Giang từ nhiều hướng, lấn sâu vào đất liền hơn 60 km. Thế nhưng những hình ảnh như cách đây 2 năm không còn nữa. Thì đến giờ này có thể chúng tôi là rất là an tâm trong công tác phòng chống hạn mặn. Thưa quý vị, nơi chúng tôi đang đứng đây thuộc xã Bình Đức, ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây cũng là nơi mà nhà máy nước Đồng Tâm đặt ống bơm nước vào ao chứa trước khi xử lý để có thể cung cấp nước sạch cho khoảng gần 1 triệu dân của tỉnh này. Thưa chị, thì cái độ mặn của sông Tiền ngày hôm nay thì nó có xu hướng như thế nào? Độ mặn sông Tiền hiện tại đang có xu hướng tăng. Theo dự báo thì đến cuối tuần thì độ mặn sông Tiền sẽ lên khoảng 1 gram trên 1 lít nước. Với cái độ mặn như vậy thì mình có lấy được nước vào nhà máy nước không chị? Theo độ mặn đó 1 gram trên 1 lít nước đó, thì không lấy được nước vào nhà máy nước ở đoạn sông Tiền này. Cùng thời điểm này, công trình đắp đập thép, ngăn dòng khẩn cấp, kênh Nguyễn Tấn Thành đang khẩn trương đóng những tấm thép cuối cùng để kịp hợp long, ngăn nước mặn từ sông Tiền xâm nhập, bảo vệ hàng triệu mét khối nước ngọt quý giá phía bên trong cho hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Kênh Nguyễn Tấn Thành là tuyến giao thông thủy quan trọng kết nối sông Tiền và vùng Đồng Tháp 10 rộng lớn. Hiện nay nước bên ngoài sông Tiền đã bị nhiễm mặn xấp xỉ 1 gram trên lít. Nếu việc ngăn dòng chậm vài ngày thì cả vùng Đồng Tháp 10 có khả năng bị nhiễm mặn, hậu quả vô cùng lớn. Từ năm 2020, tỉnh Tiền Giang đã quyết định ngăn dòng kênh này suốt mùa khô, chỉ tháo dỡ đập khi mùa mưa bắt đầu và nước trên sông Tiền không còn nhiễm mặn. Mặc dù mỗi năm phải chi ra tới 10 tỷ đồng để đắp và tháo dỡ con đập rộng gần 90 mét với gần 10.000 tấn thép, nhưng hiệu quả mang lại là vô giá. Ví dụ mặn trên sông Tiền mà vượt cái kênh Nguyễn Thành mà nếu chúng ta không thực hiện đắp đập á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho sản xuất. Đặc biệt là về dân sinh thì khoảng 1 triệu mốt dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An sẽ bị nhiễm mặn. Mà cái nguồn nước nhiễm mặn thì đúng là đời sống nhân dân là rất là khó khăn. Riêng về sản xuất nông nghiệp á, thì nếu mà chúng ta không có thực hiện cái giải pháp ngăn mặn này thì khoảng 80.000 hecta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Sản xuất thì rất là thiệt hại nặng nề rồi. Thứ hai, vấn đề cải tạo thì phải tốn rất nhiều thời gian. Đây là vấn đề mà đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy mà sở đã tham mưu cho ủy ban tỉnh là hàng năm là khi trước khi mặn đến là phải tiến hành đắp các đập thép trên kênh Nguyễn Thành để bảo vệ ổn định cho sản xuất và dân sinh. Việc đắp đập ngăn dòng kênh Nguyễn Tấn Thành không chỉ giữ nước ngọt, ổn định sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của vùng Đồng Tháp 10, mà quan trọng hơn nữa là bảo đảm nguồn nước ngọt cho nhiều nhà máy nước phía sau đập hoạt động liên tục, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân và sản xuất của hàng ngàn doanh nghiệp. Đây là ao chứa nước ngọt của nhà máy nước Đồng Tâm, là nhà máy nước lớn nhất tỉnh Tiền Giang, ở cách đập thép vừa hợp long chỉ khoảng 1 km. Ao này rộng 10 hecta, có khả năng trữ được 450.000 mét khối nước ngọt. Mỗi ngày nhà máy sản xuất từ 50.000 đến 54.000 mét khối nước sạch, cung cấp cho khoảng 600.000 dân, chiếm gần một nửa dân số tỉnh Tiền Giang. Với việc độ mặn nước sông Tiền tại vị trí lấy nước của nhà máy lên tới 1 gram trên lít thì buộc phải dừng lấy nước. Nguồn nước trữ trong ao chỉ đủ hoạt động trong một tuần. Do đó, việc đắp đập ngăn dòng kênh Nguyễn Tấn Thành giữ nguồn nước ngọt cho nhà máy nước Đồng Tâm và các nhà máy nước khác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cái đập Nguyễn Tấn Thành cũng là cái nguồn dự trữ là rất là tốt, nước rất là dồi dào cái nước ngọt cho cái nhà máy nước Đồng Tâm cũng như là nhà máy nước Bình Đức của công ty cấp nước Tiền Giang để phục vụ cho sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân ở cái vùng khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang. Điều kiện về chuẩn bị cho sản xuất nước sạch, cung ứng đủ nước cho người dân trong mùa mặn, mùa khô và hạn mặn năm nay là rất là tốt và đang các cái kế hoạch đang chuẩn bị rất là sẵn sàng. Riêng với các hộ dân thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, các hộ sống phân tán chưa sử dụng được nước từ các trạm cấp nước tập trung cũng không lo thiếu nước ngọt sử dụng. Tỉnh Tiền Giang đã thi công dẫn nước sạch đến các vùng đó cho người dân lấy nước miễn phí cho đến khi kết thúc mùa khô.
đến đầu tháng 3 năm 2022, tỉnh đã mở 43 trên 100 vòi nước công cộng, tổng sản lượng nước đã cấp miễn phí từ đầu mùa khô đạt khoảng 1,1 ngàn mét khối. Kính thưa quý vị, hiện tại chỉ mới cuối tháng 2 năm 2022 thôi, chưa phải là đỉnh điểm của mùa khô. Nhưng mà hiện tại nơi tôi đang đứng là xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thì nắng như thiêu đốt. Tuy nhiên người dân ở đây vẫn rất là vui vẻ bởi vì ở những kênh rạch ao hồ vẫn đầy ắp nước ngọt. Và việc nước ngọt đầy ao như thế này khiến cho người dân cảm thấy an tâm và không còn lo lắng đến chuyện nắng nóng 39 hay là 40 độ nữa. Hàng năm, cứ đến Tết Nguyên Đán, nước mặn từ biển đã tấn công vào sâu đất liền tỉnh Tiền Giang qua ngõ sông Tiền hàng chục cây số. Phía bên trong, từ huyện Gò Công Đông đến huyện Cai Lậy có chiều dài gần 100 km là hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp, rất nhiều khu cụm công nghiệp và hơn 1 triệu dân hàng ngày sử dụng nước máy được xử lý từ nguồn nước mặt trên sông Tiền. Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, tổng lượng dòng chảy trong những tháng mùa khô năm 2021-2022 từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thiếu hụt từ 15-25% so với trung bình nhiều năm. Tình hình hạn xâm nhập mặn năm nay có khả năng tương đương mùa khô năm 2020-2021. Do đã gánh chịu nhiều thiệt hại, đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến chống hạn mặn những năm qua, nên từ giữa năm 2021, tỉnh Tiền Giang đã tập trung đầu tư nạo vét các tuyến kênh để trữ nước ngọt. Từ tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt các công trình, dự án xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền nhằm chủ động tạo nguồn, tiếp ngọt, kiểm soát nguồn nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thì trong những năm về trước á, thì do tình hình biến đổi khí hậu thì nó ảnh hưởng về cái mực nước ngoài đồng, đặc biệt là năm 2019-20 á, thì cái hệ thống từ cái hệ thống kinh á, từ ngọt quá Hồ Công á, thì lúc đó là không còn nước, là cái nước mặn thì nó xâm nhập vô cái nội đồng, cho nên là bà con là không có lượng nước thì nó cũng ảnh hưởng là nhiều về cái năng suất của cây lúa. Thì năm nay được cái sự quan tâm của Ủy ban tỉnh thì Ủy ban xã Thành Công là được hệ thống là được nạo vét là 3 tuyến kinh. Đó là cái điều kiện mà để trữ nước phục vụ tốt cho cái việc sản xuất của người dân. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, để chuẩn bị ứng phó hạn mặn năm 2022, tỉnh đã đầu tư nạo vét hơn 1 triệu mét khối bùn đất các tuyến kênh nội đồng ở huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công để trữ khoảng 1 triệu mét khối nước ngọt để phòng chống hạn mặn, góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, tăng cơ hội cho người dân chủ động vào đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường sinh thái và phát triển nông thôn. Mùa đó là thì dân là cái nước sử dụng rất hiếm, do đó là đồ đạc thì không có trồng được, thì đó dân người ta phải sử dụng mấy đìa ao sâu của làng á để người ta gánh về để người ta sử dụng hàng ngày vậy. Từ khi mà có nước ngọt tới nay á thì dân là trồng mãn năm, thu hoạch thì dân dân là khấm khá. Dân dân rất là quý là trồng nước ngọt, do đó là thời gian mà sử dụng nước á, dân dân ta cũng dùng tiết kiệm. Thì nói chung là mấy năm nước là cực khổ, bà con cỏ rác còn không có nước để tưới cho bò ăn mà đâu mà tới mình trồng trọt được. Nó khó khăn thì tâm bệ mấy năm nay thì nói chung thì nhà nước cũng quan tâm để trữ nước lại được, bà con phấn khởi hơn. Thì nói chung là thì có nước thì mình nông dân mình có thấy nó khỏe, mình làm cái gì cũng thuận lợi hơn. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Tiền Giang được dự báo là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Phòng chống hạn mặn không phải là công việc đột xuất, ngắn hạn, mà là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi có tầm nhìn xa và khoa học. Trong quý 2 năm 2022 tới đây, tỉnh Tiền Giang sẽ đấu thầu thi công rất nhiều công trình thủy lợi dọc sông Tiền để chủ động trữ ngọt, ngăn mặn xâm nhập, ổn định sản xuất và cấp nước sinh hoạt lâu dài. Không chỉ vậy, ngay từ bây giờ, tỉnh cũng cho triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình mạng lưới đường ống cấp nước phía Đông và trạm bơm tăng áp Gò Công với công suất 39.000 mét khối một ngày đêm tại thị xã Gò Công. Hiện nay, nhà máy nước Đồng Tâm đã chuyển tải nước sạch đến tận bờ biển Gò Công, cách nhà máy khoảng 70 km. Tuy nhiên, áp lực nước cuối nguồn khá yếu do đường ống quá tải.
Trạm tăng áp này sẽ đảm bảo từ năm 2022 trở đi, nước sạch đến mọi nhà máy ở vùng ven biển, vốn luôn chịu cảnh khát nước ngọt mỗi khi mùa khô đến. Có thể nói là những năm gần đây thì cái diễn biến về tình hình mặn đó là khó lường. Ngay cả năm 2022 này đó, đến thời điểm này đó, có những cái con nước mặn đã xâm nhập qua cái khu vực thành phố Mỹ Tho. Cho nên là chúng tôi quyết định là phải sử dụng những cái giải pháp cho nó an toàn. Còn tình hình mà hạn đó thì có thể nói đến giờ này nếu như có hạn xảy ra, nhất là cái khu vực Ngọc Hóa, Gò Công đó, thì chúng tôi cũng thấy là an tâm là vì cái lượng nước hiện nay trên đồng, rồi ở các cái khu vực ao làng hay là mương thì người dân đã trữ nước rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã có chỉ đạo đối với công ty khai thác các công trình thủy lợi là liên tục khai thác những cái thời điểm mà nước ngọt còn có thể chúng ta đưa vào đồng ruộng được. Trong những ngày thực hiện phóng sự này, phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ đã có mặt ở hầu hết các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang, chứng kiến những công trình ngăn mặn, trữ ngọt, hối hả thi công, chạy đua với tốc độ xâm nhập mặn. Những hình ảnh kênh rạch nội đồng đầy ắp nước ngọt, không còn cảnh người dân chực chờ xin từng can nước ngọt như cách đây 2 năm. Chúng tôi tin chắc rằng, từ nay trở đi, người dân tỉnh Tiền Giang sẽ bình thản sống chung với khô hạn và xâm nhập mặn.